Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo hôm nay, Bắc Bộ và Nam Bộ tăng mưa. Trong đó Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Một số nơi mưa to dồn dập trong thời gian ngắn dễ gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, đồng thời tiềm ẩn cả nguy cơ đi kèm dông sét và gió giật mạnh. Còn tại Bắc Bộ, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Lưu ý là mưa diễn ra sau chuỗi ngày khô nóng, không khí bị xáo trộn mạnh mẽ, dễ sản sinh ra dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Phần cuối của một chuyện nắng chuyện mưa hôm nay sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.